có đìa lắp rồi xin vô lên. Nên là ví dụ như thằng nào mà nó còi còi á, mà nó nằm cái này bị thiếu dinh dưỡng lắm, bị sàn rồi bị thiếu dinh dưỡng mới gãy rồi à. Với mấy cái này nè, thì mấy cái này nữa phải cắt bỏ một nhánh nè, vừa đây nhánh cái rồi này nó bị hai nhánh rồi nè. Cái buông sâu không? Không, cạn hết trơn, bơm giờ chừng 2 tấc nước. À 2 tấc nước hả? Ừ. Cho nước lên nữa đi. Anh cũng lấy cho cô que vô nó dựng thêm cái bờ bự ra que nhỏ. À đúng rồi. Dựng bờ bự rồi bơm cát bắt lại. Không không được. Cứ anh trồng vườn lắp bờ dở. Sau này nó không có phèn được rồi xong nó ứ ứ đó nước. Bây giờ nó phải 2 tấc nước rồi. Bây giờ ví dụ như nó có que phải không? Ừ. Anh móc hai bên anh be vô mỗi bên thì phải 5 tấc lên đi. Phải tôi bơm cùng. Được rồi, nói gì cho đấy. Rồi. Một tô. Anh đặt ở đây một cán bọng đúng không? Bên đó có cán bọng nào? Có ngang. Ngay đường này có bọng ở đường đó. Là bên kia có bọng không? Là anh quán cho em như là cái đầu này nè, là cho vô không cho ra. Quán vô, còn bên kia là cho ra. Bên kia cũng có bọng ra luôn. Ngay bên đường mà. Cuối cùng á là anh cho ra. Rồi lâu lâu á, ví dụ như bây giờ 2 tháng 3 tháng gì đó anh đổi lại. Anh đổi là bên kia cho vô, bên kia ra rồi đó khỏi mạng hết trơn. Cứ ví dụ như bây giờ cái này nó cây nó còn nhỏ, anh cứ cho em là từ mé bờ này là xuống anh cứ cam khoảng 2 tấc đến 3 tấc nước là cái mít mình nó có không. Nếu mà anh cho, nếu mà giờ anh dịch xuống quá không, sau này lỡ mình quên hoặc là mưa rồi đó nó nâng nước lên nó còn nhàn, còn bây giờ cái dàn rễ của nó chưa có ăn sâu nên là anh cứ cho nước vô nó bình thường. Tại sao trước nước cái lóc nước vẫn nó ngập cái mé lề nè. Không cho mà mới chịu xuống cho nó khô á, cho lên miếng nó đi. Hồi đó mùa mưa ở trong này bơm tưới rồi, giờ bây giờ ngoài luôn, mới giờ bữa kia luôn, sợ nó để ăn sâu không được. Rồi chứ ba cái cỏ này nè, lên là anh cứ để cỏ bình thường để đại thì ba cái cây này là anh mới đắp đất thêm không? Không có, cái này mới mình cỏ ra đó, lắp lâu rồi, lắp lên 2 tháng. Đang lại mới mình cỏ. Này bây giờ là anh tứ pH chứ có hữu cơ vô đặng cho nó hạ phèn với kịch rễ lại. Ở trên phun quất nano với combi xanh với sầu riêng 3 ớt là mà phun khoảng chắc cái này khoảng chừng tứ 2 cử với phun 4 cử là bắt đầu nó xanh ngọn ngon lại bốc lên. Đi đọt phật lại liền. Cho người đem đưa ra. Anh nếu anh có làm ba mít phun ba mít luôn. Cái này nếu chăm ba mít này cũng được nhưng mà nó chứa để tâm mày ăn nó mớ rồi. Có nghĩa là ba mít là nó hút dinh dưỡng dữ lắm. Giờ ở trồng là sao? Giờ muốn ngon á thì vui sao này anh kẻ được ngay vậy nè. Kẻ được ngay gấp vô. Cái này chăng nó chậm lên nó chưa. Bởi vì 140 cây à. 140 cây là tới 1 kg cho 1 can. Là pha tứ tay nè. Dạ đúng rồi. Cái giờ nếu em đã không có cái loại nào mà giải mà đây. Ý vậy được không? Ý tôi chơi cái bồn nó tưới trên ổng được không? Được. Là tôi đang làm rồi đó. Anh vô bình sạch cũng được, hay mà nói chung mình làm gì cũng được, nhưng mà tưới ví dụ như giờ là một cái lượng thuốc như vậy không? Sạch tươi. Đâu có. Ví dụ như giờ cái lượng thuốc như vậy phải không? Giờ là em ví dụ em quyết định ví dụ nha, ví dụ như một ký pH. Một ký pH với một can gót hữu cơ là anh chia thành 1000 lít nước, thì bây giờ anh giật lại anh chia cho em khoảng chừng 100 lít nước cũng được. Thì giờ mỗi cây anh tưới khoảng 10 lít nước. Hoặc là một lít nước cũng được, tưới xong rồi bật cái mùa tương này cho nó lên nó tưới. Chứ sau này anh tưới chuyện dạ. Giống dù cái đường ống luôn. Sau này là coi cái lượng nước này đủ không. Nếu không đủ là anh chăm cho em thêm một cái bít bét nhỏ mà ống dây đen bây giờ đó. Chăm thêm gốc một cây nữa đi. Trời sợ em kia cái này là nó cao quá rồi, nó gọt nước quá đầu nó nước không đủ là nó cũng vàng cây nữa. Rồi dưới trên phun lá, phun dưỡng lá, phun đốt nano với combi xanh vô với sầu riêng vô là nó bắt đầu. Ngày ngày cử là bắt đầu anh thấy nó khác liền, cũng lộng lên. Này mấy công? Này 6 công. 6 công là 6 công lớn hay 6 công nhỏ mày? 6 công mà chậm 140 gốc mà. Vì nhà nó của anh đi qua. Của ta.
năm đi, 3 năm nữa đi. Trời ơi. Mà chạy phải chạy xiết nha. Bây giờ là sao mà cho nó tốt nè. Nó có đúng, thấy không, nhìn thấy không, đẹp phải, mấy cây như mấy cây kia cũng được nữa. Thì giờ chịu chăm, nói chung là nên chịu khó chứ. Tao bữa hôm mà bạn cái thằng cứ nhổ cho nó dục á. Nó xấu nhổ dục rồi. Chứ chăm nổi không? Chăm thì cứ tưới lên đi coi tình hình sao. Còn cái nào tệ quá thì nó bỏ. Trồng mấy tháng rồi? 6 tháng. Chừng khoảng không tới, khoảng 5 tháng à. Trồng tháng mấy? Năm rồi. Tháng 7 8 gì đó. 7 8 à? Ừ. 7 8. Em cho 7 đi, 5 tháng, 7 tháng rồi. Tháng mưa nhiều á. Hơn à, quay, hơn tháng 7 à. Cây này đó, cây giống không đẹp không, bởi vì cây này...